Em tên là Phạm Thị Hoài, năm nay là em 24 tuổi và nơi chôn rau cắt rốn của em là Đắk Nông. Nhưng mà do số phận đưa đẩy nên em đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. Em đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang là giáo viên dạy trung học phổ thông. Hai môn đó là môn sinh và kiêm luôn môn công nghệ. Sinh và công nghệ. Mình vào dạy trong này lâu chưa em? Dạ, em dạy là 2 năm rồi ạ. 2 năm rồi, ok, tốt quá. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường và cùng toàn thể quý vị trong trường quay và hai bên gia đình. Em tên Phan Văn Hưng, năm nay em 24 tuổi và em quê ở Thanh Hóa và làm bất động sản tại Bình Dương. Em vào đây lâu chưa? Dạ, em vào được 7 năm rồi. Ở đây với ai? Em ở với cha mẹ trong này. À, cha mẹ vào luôn hả? Dạ. Em có điểm mà mạnh và điểm yếu gì? Dạ, em hòa đồng trong công việc và biết nấu ăn và biết tham gia các hoạt động xã hội như là từ thiện vân vân. Khuyết điểm mới có không? Khuyết điểm là hay nóng tính thôi. Rồi có tật xấu gì nữa không? Dạ không. Không. Rồi. Mời bạn gái. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì nè? Dạ, thì ưu điểm của em về công việc thì em là người có sự cố gắng, có sự học hỏi và em không ngại thất bại. Từ thất bại thì em sẽ học hỏi được những kinh nghiệm đem đi lên và nhiệt tình với bạn bè, với những cái người xung quanh em. Về thứ ba thì về tình yêu, em là một người biết quan tâm và biết hy sinh cho người mình yêu nếu mà người đó thực sự xứng đáng. Mình có cái khuyết điểm nào không em? Cái nhược điểm nào của mình? Dạ, thì em có khuyết điểm là em nói hơi nhanh. Khi mà nói hơi nhanh thì hay bị nói lộn. Và em làm việc thì hơi chậm. Nấu ăn thì không được ngon lắm và đa nghi hay ghen trong tình yêu. Em trải qua mấy mối tình rồi? Vấp phải thì em có nhiều mối tình rồi ạ. Nhưng mà cái mối tình nào sâu đậm nhất, động lại trong em nhiều cái ấn tượng nhất thì có mối tình nào chưa? Dạ, có ạ. Có mối tình thời em học lớp 8. Trời ơi, cái gì lớp 8 mà mối tình sâu đậm hả? Là hết rồi đó hả? Có một mối tình đó thôi đó hả? Dạ, có nhiều mối tình nữa nhưng mà nó vẫn không sâu đậm. Và kể thì em nghĩ là chắc là không thôi, thêm được. Được rồi, nhiều đó là hiểu rồi. Em trai, có mấy mối tình? Dạ, em cũng trải qua nhiều mối tình nhưng mà có hai mối tình coi như là khắc cốt. Trước khi đi nghĩa vụ quân sự em có quen một bạn và khi đi nghĩa vụ quân sự được một thời gian là bạn đó lập gia đình. Và khi đi nghĩa vụ về có quen một bạn nữa thì quen được khoảng 5 rưỡi thì bọn em chia tay. Lý do tại sao chia tay? Tại vì lý do là mình mới bắt đầu chưa có cái gì trong tay cả và người ta thì có một cái ham muốn quá sức của mình không thể chiều được thì hai bên có thể là chia tay. Nói chung là tình yêu cũng chưa đủ lớn ha. Bây giờ cái mong muốn của mình về một cái người yêu mới, em mong muốn thế nào? Thì em muốn có một bạn gái biết phụ giúp gia đình và biết chăm lo cho gia đình. Công việc thì cũng không quan trọng tại vì công việc em thì có thể nuôi được gia đình. Dạ. Có một cái mẫu hình lý tưởng nào không? Ví dụ như là tóc có thể ngang vai hoặc gương mặt xinh xắn xíu là được. À, đến qua anh xem coi có tóc ngang vai xinh xắn không nha. Em chào anh. Tóc cũng ngang đây. Rất là xinh, cô giáo dạy sinh hả? Dạ, em là cô giáo dạy sinh. Cô giáo dạy sinh á, thường thì nghiên cứu, có người nghiên cứu về bộ phận tim, có người bộ phận não, có người bộ phận sinh dục, vân vân, ABCD đúng không? Dạ, em nghiên cứu đều đều nhưng mà sinh dục chắc là em nghiên cứu kỹ hơn. Đó, thấy đó, chưa? Thấy chưa? Vì em nhìn đàn ông em có thể nghiên cứu về tâm sinh lý của họ được không? Em có thể nghiên cứu về tâm sinh lý của đàn ông, nhất là những bạn nam độc thân nhưng mà không biết là đúng hay sai. Em nhìn sơ sơ em đoán người đó tâm sinh lý thế nào được không? Em đoán là sinh lý mạnh hiếu ạ. Đoán luôn hả? Được không? Dạ, em đoán. Dạ, đúng không em? Dạ không. Họ nhìn cái dáng người họ biết là hôm nay để con trai nhiều con gái nhiều vân vân. Dạ, theo em là con trai hay con gái thì tùy thuộc vào trong cái lúc quan hệ với nhau. Cô giáo, cô giáo có gì đâu mà ngại. Dạ, nhưng mà em thường là dạy về cây cối. Cô giáo dạy về cây cỏ mà nghiên cứu về bộ phận sinh dục. Thế nó lạ vậy? Năm đại học em được học. À, được học nhưng nghiên cứu về đó đúng không? Dạ. Như vậy thì em yên tâm đi. Nếu sau này mà hai đứa lấy nhau á là bà xã là coi như là biết em sức khỏe cỡ nào rồi ha. Không có lo. Em biết được là làm sao sinh con trai, làm sao sinh con gái. Hay vậy? Để chỉ anh coi. Thì theo em được biết, một người đàn ông sẽ có hai loại tinh trùng, đó là X và Y. Khi Y tới nhanh và kết hôn với tế bào trứng thì lúc này tạo ra con trai. Nhưng mà làm sao cho nó tới nhanh mới là quan trọng, chứ ai không biết nó tới nhanh. Xác định cái chu kỳ kinh nguyệt như thế nào đấy. Đúng rồi đó, anh cũng nghiên cứu mấy lần mà đẻ con gái không. Khó lắm, nghiên không có được đâu. Cũng em muốn xin học. Mẫu người bạn trai mình là như thế nào? Dạ, mẫu người bạn trai em là không gầy quá,
Không, mập quá. Mập quá. Cao 1m67 trở lên chị. Nói đi rồi là chị nghiên cứu coi mạnh hay yếu nè. Đừng có đen lắm. Sinh lý thì không quan trọng. Y nhanh hay ít nhanh? Hả? Em chưa biết. Có điều gì em không thích ở người bạn trai? Em ghét nhất là một người đàn ông lăng nhăng, gia trưởng. Em hình dung cô giáo dạy sinh bên này như thế nào? Là một người cá tính và nói chung là biết thương gia đình và nói chung là biết có tình cảm. Khi nào em đám cưới được, tiến tới hôn nhân được? Dạ, cái vấn đề tiến tới hôn nhân thì công việc em thì ok hết rồi á. Và gia đình em thì cũng là có thể là cho phép hai bên gia đình có thể cưới, nhưng mà phụ thuộc vào hai bên có thể hợp lý hay không, tình cảm như thế nào thôi. Em nghĩ bao lâu là thời gian phù hợp nhất, lý tưởng nhất? Dạ, theo em thì hơn 2 năm. Hơn 2 năm nữa? Dạ. Lâu vậy? Cổ mới có 24, 2 năm mới 26, 2 năm được không em trai? Dạ, cũng tùy hai bên, chứ còn cổ không nói trước rồi. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ của em, với chị, bạn thân và những người bạn đồng nghiệp. Rồi, cho chào nhà gái à, cho gặp mẹ em phải không? Dạ, mẹ rồi. Em chào anh Quyên Linh và chị Cát Tường. Dạ. Chào tất cả quý vị trong trường khán giả trong trường quay. Tôi là Bình, đến từ Đắk Nông. Cô thấy con rể tương lai này được không? Để tương lai cũng thấy vui tuổi tính rồi thì cùng hòa đồng rồi, cho nếu được thì hai đứa đến tìm hiểu đi, đến hôn nhân. Là thêm ý kiến của chị gái đi. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường và em là Hoa, là chị gái của Hoài. Thì em thấy bạn nam bên này thì rất là vui tính, hòa đồng, cũng hợp á. Nếu mà có cơ hội thì có thể tìm hiểu và nếu có duyên á thì sẽ đến tiến tới hôn nhân trong thời gian sớm nhất. Rồi, xin cảm ơn chị. Rồi. Chị là chấm rồi. Hy vọng có con rể tương lai con ha. Thế hôm nay bạn trai đi với ai? Dạ em đi cùng với chị và hai người bạn đồng nghiệp. À, chị ruột hả em? Dạ chị họ. À rồi, chào dạ. Chị. Em xin kính chào anh Quyến Linh, chị Cát Tường cùng quý vị khán giả. Em là chị của Hưng, tên là Liên ạ. Chị thấy là bạn gái bên đây cũng khá là xinh xắn, nhìn rất là dễ mến. Còn phía Hưng á thì được cái là tính tình thì rất là hòa đồng với mọi người. Công việc thì cũng nhiều nhưng mà cũng ít có thời gian để đi gặp gỡ các bạn gái ở ngoài mấy. Hy vọng là hai em sẽ cho nhau cơ hội rồi có thể tìm hiểu. Rồi, cảm ơn chị. Rồi bây giờ để hai bạn trò chuyện trực tiếp với nhau nha. Mở rào. Tặng em món quà. Cảm ơn anh. Để em tặng anh nha. Em tặng em món quà. Sao cô giáo xin đây có mập quá không? Có đen quá không? Dạ không. Nhưng mà hình như em thấy nhìn anh còn hơi trẻ sao? Ngoại hình thì hơi trẻ, không biết có suy nghĩ có chín chắn hay không? Do thời gian đi lập nghiệp từ nhỏ, từ năm 2010 đến bây giờ thì nói chung là vượt qua trường lớp quân đội thì biết lo cho công việc, gia đình với là lo sự nghiệp. Dạ. Em có thích một người con trai mà kinh doanh bất động sản, có thể là đi làm về khuya hoặc là đi tiếp khách với lại những khách hàng hay là gì đó, thì em có giận hay là có thông cảm được không? Dạ em thì đi tiếp khách, đi gặp khách hàng, gặp đối tác thì em sẽ thông cảm cho. Đúng rồi. Miễn là đừng có làm việc gì có lỗi với em là được rồi. Cái đó có thể làm được. Dạ. Thì không biết là một tuần là anh rảnh được ngày nào? Thời gian của anh nó không có gò bó, tại vì các nhân viên của anh nó làm việc và anh chỉ có thể là đi gặp đối tác hoặc đi xem dự án này kia thì đó thôi. Thì thời gian của anh có thể là anh sắp xếp được. Dạ. Em có giải nhau, ví dụ mà qua trong chương trình thì có thể là anh có thể mời em về nhà anh chơi gì đó được không? Dạ, cũng có thể là sẽ có chuyện đó xảy ra. Dạ. Anh cảm nhận về em như thế nào? Thì có thể là một cô gái năng động, nói chung là biết suy nghĩ. Dạ. Và biết lo cho gia đình, đơn giản. Dạ. Vậy. Anh có những tài lẻ nào nào hay không ạ? Anh có thể hát gì đó, có thể nấu ăn vân vân. Hát tặng cổ bài cho thay đổi không khí cho nó xôm lên nè, tỏ tình nè. Anh xin gửi tên em bài hát. Còn là gì khi đã xa nhau rồi, nơi anh đến chẳng cùng em. Chặng đường dài anh vẫn khóc một mình lẻ loi. Oh oh. Từng ngày buồn anh vẫn luôn tin rằng em sẽ mãi chờ đợi anh. Rồi một ngày em cũng sẽ trở về cùng anh.
cùng anh ở nơi phương xa ấy. Giờ đây em biết không, trái tim anh lạnh lẽo cô đơn giữa bao người. Cần một làn hơi ấm, cần bờ môi khẽ rung, để cho anh được thấy như em đang kề bên. Đừng buồn em yêu nhé, rồi thời gian sẽ qua, xóa đi bao cảm giác cô đơn lúc xa nhau. Anh nhớ em. Anh hát rất là hay. À, gái có muốn nói gì nữa không? Hay là hát lại câu nào không? Em cũng có một đoạn xin dành tặng anh, quý vị khán giả đã đến đây cổ vũ cho em, và đặc biệt là những người thân của em đã bớt chút thời gian đến dự. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mới vẫn hay đi về. Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì, vì đâu mưa anh không đến. Đường vào tim em này sang kín, bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm khuya mưa mùn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Rồi, ta bây giờ chúng ta chuẩn bị bấm nút. Cũng đã dành cho các bạn khá nhiều thời gian để trò chuyện. Có thể không thể hiểu hết được nhau, nhưng cũng có thể cảm nhận phần nào người đối diện có phải là một nửa của mình đang tìm kiếm hay không. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và chịu trách nhiệm với nó nhé. 1 2 3 Rồi, bấm hai. Bấm tay nhau đây hai bạn. Rồi, xin phép các gái từ hôm nay như thế nào đó, hứa hẹn rồi xin phép hôn con gái của bác. Dạ, con xin chào cô và con xin phép cô cho con được làm quen với Lệ Hoài và cho con xin phép được tìm hiểu Hoài trong thời gian sắp tới. Dạ, cô đồng ý rồi đó. Xin phép hùng. Anh có thể thơm em một cái không? Đó,